xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Long Ô Tô. Hôm nay sắp Tết rồi, mình sẽ giới thiệu một mẫu xe trung tính, nam nữ đều chạy được và nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, đó chính là Vario 125. Và để làm ví dụ cho mẫu xe này trung tính và hợp với nam với nữ luôn thì mình đã mời được một chị khách mời xinh đẹp đến với mình để giới thiệu mẫu xe này cho anh em, đó là chị Phấn. Xin mời chị Phấn. Về đầu tiên thì đây là một mẫu xe tay ga được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia của hãng Yamaha, thì chị Phấn có cảm nghĩ như thế nào và thấy như thế nào về mẫu xe này? Theo mình biết, xe Vario 125 này thì có thiết kế trung tính, nam và nữ đều sử dụng được. Đối với nam thì mình thấy màu đen thì nó sẽ hợp với mình hơn, và còn màu đỏ và màu xanh thì phù hợp với vóc dáng của nữ. Ngoài ra thì ở Vario 125 này chúng ta lại trang bị thêm nhiều cái tính năng hiện đại cho một chiếc tay ga hiện đại cần có. Như là ở phía trên thì sẽ bắt mắt chúng ta bởi cái đồng hồ LCD thể hiện đầy đủ thông số luôn, như là vòng tua nè, xăng nè. Ở trên là chúng ta sẽ có nhiều cái đèn trạng thái nữa. Và ở phiên bản 2023 này chúng ta không thể thiếu, đó chính là phiên bản khóa mắt cây để giúp chúng ta bảo vệ xe tốt hơn khi chúng ta đi ở đường xa hay là chúng ta để xe những khu vực thiếu an toàn. Và ở phiên bản Vario 125 này, ngoài những cái màu sắc cũng như là cái thiết kế bên ngoài á, thì hôm nay mình sẽ ngồi lên xe thử và chúng ta ước lượng thử cái vóc dáng của mình ngồi lên chiếc xe này như thế nào nha. Nhìn bên ngoài á, thì thấy mẫu xe khá nhỏ ha, nhưng mà thực chất mình ngồi lên thì khá vừa luôn. Mẫu xe này vừa thích hợp cho người dân Indonesia và nó vừa thích hợp cho anh em mình thị trường Việt Nam nữa. Thì không, chị Phấn khi mà ngồi lên chiếc xe này á, chị Phấn cảm thấy như thế nào chị Phấn? Về khoảng để chân thì mình thấy rất là rộng rãi, thoải mái và phù hợp cho việc mặc váy mà không bị vướng víu, rất là thoải mái. Và để tăng thêm cái tính tiện ích cho chiếc xe này á, thì ở bên Indonesia người ta đã thiết kế bên trái chúng ta sẽ có cái hộp nhỏ để chứa thêm cái cổng sạc này. Cổng sạc này chúng ta sẽ vừa chạy vừa sạc những cái thiết bị mà thông minh của mình đang hết pin nha. Và ở bên phải chúng ta sẽ trang bị thêm một cái hộp nhỏ nữa để chúng ta đựng những chai nước nè, găng tay nè, mắt kiếng nè, những vật dụng mà nhỏ nhỏ chúng ta hay sử dụng á, để chúng ta chuẩn bị một cái hành trình đi xa với gia đình, với bạn bè. Chắc tới tay ga thì chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua không gian cốp rồi. Khi không gian cốp này nó rất là rộng luôn, để chúng ta đựng vừa nón bảo hiểm 3/4 nè, hoặc là chúng ta đựng vừa áo khoác hay là váy chống nắng, rất là vân vân, rất thích hợp cho những chị nhân viên công sở như là chị Phấn đây, chúng ta đựng đồ. Và em đối chị Phấn là mẫu xe này được trang bị dung tích là bao nhiêu cc? Dung tích này là 125cc và nó có trợ lực điện giống như là Yamaha Grander Việt Nam. Đúng rồi chị Phấn, chiếc xe này là trang bị khối động cơ là 125cc. Và cái điểm đặc biệt mà gây chú ý cho mẫu xe này được trang bị khối động cơ hybrid là nôm na sẽ trợ lực điện giúp cho chúng ta giảm được cái việc mà xả khí thải ra môi trường, cũng như là chúng ta sẽ thân thiện môi trường hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn và có phun xăng điện tử y luôn. Và ngoài ra nhờ tránh lãng phí nhiên liệu qua cái công nghệ tắt máy 3 giây này, giúp cho xe nó sẽ tắt máy khi mà chúng ta dừng đèn đỏ. Khi chúng ta muốn khởi động chúng ta chỉ cần vặn ga thôi, rất là tiện lợi đúng không? Một mẫu xe có thể nói là dành cho tương lai. Và hiện tại với mức giá của mẫu xe động cơ hybrid này cực kỳ rẻ tại thị trường Việt Nam luôn, so với những cái giá thành và đối thủ của động cơ hybrid ở thị trường Việt Nam thì dao động 5x, nhưng mà Vario chỉ tầm khoảng 45 triệu cho đến 49 triệu bao VT. Anh em có thể tự làm biển số được rồi. Và ngoài ra bên mình có vận chuyển xuyên tỉnh cho anh em luôn. Và đặc biệt bên mình có hỗ trợ trả góp nha, thì chị Phấn sẽ đưa ra chương trình khuyến mãi trả góp dành cho anh em. Đối với mức giá từ 45 đến 49 triệu thì bên ngân hàng HD Sơn thì sẽ hỗ trợ cho khách từ 20 đến 80% giá trị xe, tùy vào cái điều kiện của mỗi anh chị mà có thể chọn cho mình được cái mức góp phù hợp từ 9 đến 24 tháng. Mình linh động theo chu kỳ của mỗi tháng sẽ góp bao nhiêu tiền đó. Đặc biệt là từ 30% giá trị xe thì anh chị có thể nhận được ngay cả vẹt gốc, giống như là mua xe tiền mặt, và bên ngân hàng sẽ không giữ cái gì của anh chị hết. Và trong dịp Tết này đang rất nhiều chương trình khuyến mãi, thì anh em còn chờ gì nữa, hãy nhấc điện thoại lên gọi số hotline 0786 46036 sẽ được hỗ trợ tư vấn miễn phí về cách ga biển số như nào, hoặc là anh em muốn tự làm biển số sẽ có hồ sơ như thế nào nha anh em. Và ra nếu anh em nào muốn trả góp nữa thì gọi hotline sẽ có được nhân viên tư vấn và sẽ được chị Phấn trực tiếp hỗ trợ anh em luôn nha. Cảm ơn em đã quan tâm và xem hết video. Đừng quên nhấn like, subscribe kênh Long Ô Tô. Mình sẽ cập nhật nhiều chương trình khuyến mãi và nhiều xe mới dành cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.